Quý vị và bạn thân mến, chúng ta cùng đến với trận đấu tứ kết cuối cùng dành cho nam của Hà Nội Basketball Championship 2023, màn so tài giữa Phòng Không Không Quân và Hidden Dragons. Các thủ tục đầu trận đã hoàn tất rồi và bây giờ hai đội bóng chuẩn bị bước vào màn so tài của mình. Bóng được kiểm soát bởi các cầu thủ Phòng Không Không Quân trước. Họ là những người ra sân với bộ trang phục áo xanh, quần xanh và chân giữ khu vực bằng rổ bên phía tay trái mà nhỏ quý vị và các bạn trong nửa đầu của trận đấu này. Ở phía đối diện, năm cầu thủ ra sân từ đầu bên phía Phòng Không Không Quân bao gồm số 5 đội trưởng Nguyễn Thành Công, số 30 Nguyễn Tuấn Anh, số 0 Phùng Quốc Hưng, số 14 Từ Dương Huy, số 18 Khúc Bùi Nguyên Hoàng. Kiệt Báo Đen đã ném đi bóng vào cuống rổ trong tình huống vừa rồi. Lại có pha ném ba tới từ Phòng Không Không Quân. Và ngay sau đó đã có một pha rebound và ghi điểm rất dễ dàng, 5-0 cho Phòng Không Không Quân. Đội bóng cũng đã vào tới bán kết của HBC năm ngoái, đã khởi đầu rất tốt trong trận đấu này. Tình huống khôn ngoan tới từ anh Kiệt. Cầu thủ của Đà Nẵng Dragons đã câu lỗi thành công rồi. Cho pha ném phạt lần 1 đã không chính xác mất rồi. Các cầu thủ Hidden nhập cuộc có phần chưa được như mong đợi. Tình huống nhảy ném từ rất xa của Quốc Hưng và pha deep three vừa rồi đã không thành công. Lần này chúng ta mới được chứng kiến một pha tổ chức tấn công hay của Hidden Dragons. Rất tốt, anh Kiệt. Ngay lập tức các cầu thủ Hidden Dragons đã có câu trả lời. Spin move và ghi điểm rất hay của Thành Công dù trước mặt anh là Sơn Minh Tâm. Bóng vẫn còn trong cuộc. Hoàng Đức Thắng. Tống Hoàng Nam ném ba. Và có 3 điểm cho Hoàng Nam. Hai cú ném phạt rất tốt của Tống Hoàng Nam. Và bây giờ tiếp tục là kiểm soát bóng cho Phòng Không Không Quân. Nguyễn Thành Công. Thành Công đang thi đấu rất hay vào lúc này. Đức Thắng. Và lại thêm 2 điểm nữa cho đội bóng áo xanh. Đó tiếp tục là Nguyễn Thành Công. Thành Công và Hoàng Nam đang chơi tuyệt vời ở khoảng thời gian cuối hiệp 1 này. Cách biệt giữa hai đội bóng đã là 12 điểm rồi. Turnover, nhưng Sơn Minh Tâm giành lại bóng về cho Hidden Dragons. Có 3 điểm tới từ Sơn Minh Tâm. Cú ném đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Và đã có 3 điểm dành cho Hidden Dragons. Đó là pha dứt điểm rất chính xác của Ngô Văn Phúc. Phúc Ngô mới vào sân và ngay lập tức để lại dấu ấn của mình. Giờ sẽ là câu trả lời của Phòng Không Không Quân. Từ Dương Huy. Có 2 điểm cho Từ Dương Huy. Số 16 Nguyễn Minh Quân cho tới lúc này của trận đấu mới chỉ có 2 điểm thôi. Đức Thắng. Cú ném ba của cầu thủ bên phía Phòng Không Không Quân. Sau đó là pha rebound của Tống Hoàng Nam. Lại là pha ném ba của Hoàng Nam. Rất chính xác. Pha ném ba thành công thứ hai của Tống Hoàng Nam ở trong trận đấu này. Nguyễn Tuấn Anh rất chống chảy. Và Tuấn Anh không có lý do gì để bỏ lỡ thời cơ của mình cả. Phòng ngự hàng ngoài đang là vấn đề với Hidden Dragons. Họ để cho các tay ném của Phòng Không Không Quân. Trận đấu đang hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà những tay ném của Hidden anh đều không thể ném phạt thành công. Từ Dương Huy. Từ Dương Huy rất nhanh nhưng lại thiếu đi sự chính xác cần thiết. Đã có thêm lỗi rồi. Lỗi của Chu Thành Đạt đối với Tống Hoàng Nam. Ném phạt lần 1 rất tốt cho Hoàng Nam. Thêm 2 điểm dành cho các cầu thủ Phòng Không Không Quân. Và lại có hội ý.
Ném phạt không thành công cho Tuấn Anh. Không có 3 point play và sau đó là pha chuyền bóng rất thơ hình của anh Kiệt. Ngay lập tức Phùng Quốc Hưng đã chấp thời cơ. Nguyễn Thành Công quá tốt. Thành Công ném rất khó nhưng vẫn có 2 điểm cho phòng không quân. Quốc Hưng. Với vị trí này thì thật khó để cho Sơn Minh Tâm bỏ lỡ thời cơ. Khi mà các cầu thủ phòng không quân đã rất bùng nổ ở những giây đầu tiên của hiệp 3, chúng ta đã nghĩ vào một chiến thắng cho họ. Các cầu thủ đôi bên đang có hiệu suất ném phạt khá tốt ở trong hiệp đầu thứ 3 này. Lê Tiến Dũng và kiến tạo tuyệt vời của anh Kiệt. Lần này là một đường chuyền rất vừa tầm để Tiến Dũng không chế bóng và tung ra cú lên rổ chính xác. Từ Dương Huy. Fadeaway thành công của Từ Dương Huy. Và xử lý khá nghệ. Họ vừa nâng dỡ cách biệt với Hidden lên thành 7 điểm rồi. Phòng ngự rất hay. Phùng Quốc Hưng thành công. Thêm 2 điểm nữa cho phòng không quân. Nguyễn Anh Kiệt. Và ở những giây cuối cùng hiệp 3 thì Hidden Dragons đã cân bằng tỷ số với phòng không quân. Và họ vừa lên dẫn trước 66-64. Sơn Minh Tâm rồi tới lượt anh Kiệt, những người đã mắc sai lầm ở đầu hiệp 3. Bây giờ lại là những người hùng của các cầu thủ Hidden Dragons. Một trận đấu quá hấp dẫn. Bóng trong tay của Tống Hoàng Nam. Tống Hoàng Nam. Sai lầm của Tống Hoàng Nam và đường chuyền của Tâm Cò cho Kiệt báo đen. 2 điểm tiếp theo cho Nguyễn Anh Kiệt. Vẫn đang là anh Kiệt. Nhìn ném tầm trung, anh Kiệt đang quá hot hand vào lúc này. Từ Dương Huy. Rất tốt spin move và dứt điểm tuyệt vời của Từ Dương Huy. Nguyễn Anh Kiệt. Anh Kiệt quá nhanh và quá nguy hiểm. Kiến tạo tiếp theo của anh Kiệt và người ghi điểm cho Hidden Dragons đó là Lê Minh Quân. Tuấn Anh. Hoàng Đức Thắng. Hoàng Đức Thắng dứt điểm. Rất tốt cú ném tầm trung của Đức Thắng. Và phòng không quân đã tạm thời ngắt chuỗi lên điểm của đối thủ. Minh Quân xử lý hơi vụng trong tình huống vừa rồi và thời cơ đã trôi qua. Phản công cho phòng không quân thành công. Có thêm 2 điểm nữa cho các cầu thủ phòng không quân. Anh Kiệt đột phá. Lê Minh Quân bóng kích ra cho Lê Tiến Dũng. Và đó là pha ném 3 cực kỳ quan trọng của trận đấu này. Không phải Tiến Dũng mà đó là Ngô Văn Phúc. Tống Hoàng Nam. Hoàng Nam đưa bóng tới vị trí của Thành Công và số 5 bên phía phòng không quân giúp cho đội bóng này cán mốc 80 điểm. Lê Tiến Dũng lại có lỗi rồi. Lần này thì sẽ có ném phạt cho Tiến Dũng. Lỗi thuộc về Tống Hoàng Nam. Thời gian còn lại là 7,1 giây. Như vậy là Nam Tống đã phạm lỗi cá nhân thứ 4 rồi. Rất kịch tính. Thậm chí các cầu thủ Hidden Dragons bây giờ còn không dám nhìn quả ném phạt này của Lê Tiến Dũng nữa. Và Tiến Dũng ném phạt lần 1 thành công. Lê Tiến Dũng đã có một cú ném 3 cực kỳ quan trọng ở cuối hiệp đầu thứ 4. Và bây giờ là cơ hội để anh ấn định tỷ số cho trận đấu này. Rebound cho Nguyễn Thành Công. Phùng Quốc Hưng. Không được rồi. Và hết giờ. Niềm vui vỡ hòa cho Hidden Dragons. Họ đã ngược dòng thành công trước các cầu thủ phòng không quân. Một trận đấu với quá nhiều bất ngờ, quá nhiều kịch tính. Và phải đến những giây cuối cùng người ta mới tìm ra được cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết Hà Nội Basketball Championship 2023. Và cái tên đó chính là Hidden Dragons. Anh Kiệt là một trong những người chơi tốt nhất bên phía Hidden ở trận này, đặc biệt là quãng thời gian cuối hiệp 3 và đầu hiệp 4. Sơn Minh Tâm cũng phải là cái tên được nhắc tới khi anh cũng
có những tình huống xử lý rất đẳng cấp khi mà đội bóng gặp khó khăn. Và bên cạnh đó, chúng ta phải nhắc đến cú ném bà của Lê Tiến Dũng ở cuối hiệp 4, một cú ném bà mang tính chất bước ngoặt để giúp cho Hidden Dragons nới rộng cách biệt và cuối cùng là đi tới chiến thắng này. Một chiến thắng vỡ hòa, một chiến thắng giàu cảm xúc dành cho Hidden. Và họ sẽ tiếp tục hướng tới việc có đêm những chiến thắng tiếp theo ở giải đấu năm nay.